Chuyện tình Hoa hậu DJ Mie Hồng Thanh bị đồn nhảm chia tay. DJ Mie Hồng Thanh công khai hẹn hò vào năm 2020. Mới đây, cả hai vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Trước tin đồn chia tay DJ Mie, Hồng Thanh lên tiếng phủ nhận. Ai thấy clip đồn bậy đồn bà báo cáo giúp mình nha. Nam diễn viên chia sẻ. Mie, Hồng Thanh công khai hẹn hò vào năm 2020. Theo Hồng Thanh, anh và Mie biết nhau khi được mời biểu diễn trong một show ngoài trời ở Đà Nẵng. Từ lần gặp đầu tiên, bản đi 2 năm sau, cả hai mới gặp lại trong một quán cà phê và bắt đầu tìm hiểu. Để tiếp cận Mie, Hồng Thanh mời cô cộng tác trong một số dự án. Nữ DJ khá bất ngờ khi được đàn anh chọn đóng viral clip. Hồng Thanh vốn không phải là gu của Mie. Chỉ đến khi cả hai nắm tay quay chung một bài hát thì lúc đó Mie mới rung động. Sau khoảng hơn một tháng, nữ DJ đồng ý làm bạn gái của Hồng Thanh. Trong mắt Mie, Hồng Thanh luôn đẹp. Nữ DJ khẳng định, cô yêu Hồng Thanh vì vẻ ngoài lẫn vẻ đẹp nội tâm của nam diễn viên. Anh ấy rất giàu tình cảm và có chiều sâu. Gặp các cô chú lớn tuổi ngoài đường, anh Thanh cũng mua xôi mang cho cô chú. Có lần dư một gói xôi còn mang qua nhà tôi. Đó là cách anh ấy tán tôi, Mie tiết lộ. Hồng Thanh chia sẻ Mie là tất cả với anh. Nam diễn viên thường đưa bạn gái đi diễn và ngắm nhìn cô chơi nhạc. Trên trang cá nhân, ngoài hình ảnh bên Mie, Hồng Thanh còn dành cho bạn gái những lời ngọt ngào. Bên cạnh đi du lịch và hoạt động nghệ thuật, Hồng Thanh và Mie còn cùng làm từ thiện. Mie chia sẻ, cả hai chưa có kế hoạch cụ thể về việc kết hôn nhưng cô đã nghĩ về đám cưới lý tưởng của chính mình. Nữ DJ muốn có một đám cưới tưng bừng, quẩy cùng bạn bè đến tận 3 giờ sáng.